giờ ấy là người ta phải hôn và nhiều hơn thế nữa để xác định đối tượng là thẳng hai cong rồi mình tính tiếp chứ. Đi làm có 1-2 ngày đã xin nghỉ việc là sao? Đã lẽ bà không muốn đi làm nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng mà muốn đi cày khuya K3 K4 ở mấy cái bar club ngoài kia kìa, để đàn ông mà khinh ra. Thằng Nam Phong là cái thá gì là bà cứ phải hy sinh vì nó, bỏ cả tương lai vì nó? Trên đời này đàn ông chết hết rồi à? Tại sao em lại muốn chia tay với anh? Tại vì tôi không yêu anh. Nếu không yêu anh thì sao em lại hôn anh đúng không? Nếu mà hôn ấy đã là yêu ấy thì chắc là bây giờ không chỉ có mỗi anh đứng đây đâu. Anh nghĩ tôi là cái loại mà chỉ cần mua túi hiệu với cả giày hiệu là sẽ lẹo đẹo theo anh cả ngày hả? Quên luôn đi, tôi có tay có chân đàng hoàng, tôi tự kiếm được tiền, không cần anh hay bất kỳ ai tặng quà để làm gì cả. Ok, về đi nhanh lên. Hà Linh, còn lưỡng lự gì nữa? Không là tôi cho anh mấy cốc bây giờ. Mặt gì tiêm filler hay botox gì đó cứng đơ ra rồi, nên là không còn cái cảm giác xấu mặt nữa. Mày còn đang to tiếng chuyện gì vậy? Bà không nghe thấy hả? Bà ta xỉa xói mẹ con. Thùng lao. Sao con dám kêu mẹ con là bà ta? Xin lỗi ngay. Anh ơi. Ba. Bà bị điên à? Hả? Giờ này còn làm việc cái gì nữa? Bà cứ như thế này á, là có lúc người ta trèo lên đầu lên cổ lúc nào không biết, mà bà phải biết từ chối người ta chứ. Tôi làm trợ lý mà, cái đó nằm trong phận sự công việc của mình thì tôi làm thôi. Cuối tuần thì công việc gì? Bà có được trả thêm lương không? Bà có được trả thêm lương không? Hay là bị lừa lúc nào không biết? Gọi điện ngay cho con quỷ cái đó, nói là tôi không làm.